Chỉ một mình em lặng yên đứng nhìn, người người xài bước từng đôi trên đường. Bởi vì em vẫn đợi chờ, bởi vì em vẫn đợi chờ, chờ ai đến làm tóc với em. Chị ơi chị, em mặc nguyên bộ đồ màu đỏ tươi như vậy mà tại sao ngày hôm nay nó âm u ảm đạm quá vậy chị? Trời, chị ơi, có khi nào ngày hôm nay là ngày khai trương nhưng mà không có một móng khách nào tới không chị? Trời đất ơi, xàm. Trời ơi, ngày khai trương mà em nói xàm quá vậy. Thì em nói hiểu quá. Nè, chị nghĩ là từ sáng tới giờ chắc là có một cái vía nào đó nặng dữ lắm nó đi ngang qua đây nè, cho nên là bây giờ mình không có khách. Trời ơi, chứ em mà xinh tươi rực rỡ như vậy làm sao mà không có ai ngó ngàng được ta? Em thấy đâu có cái vía nào đâu ngoài hai cái vía của mình chị. Trời đất ơi, vía của chị em mình làm sao mà nặng dữ vậy? Thôi được rồi, bây giờ chị có cách này. Chị sẽ đốt phong long nha. Chị đuổi, phủi xui á, là bảo đảm khách vô nụm nướp liền. Được không á? Được mà, chờ chị đi. Mô Di Đà Phật. Cho con mua mai bán đất rồi. Phủi. Chị ơi chị, gì cái vậy? Chỗ chị phủi em thấy nó không có được hên lắm nha chị. Trời ơi, người ta hay làm như vậy đó. Bây giờ em có cách nào em mời khách tới thì em làm đi ha. Có ế hôm nay là đừng có trách chị nha. Được rồi, chị để đó cho em. Rồi lẹ đi, trời đất ơi. Trời ơi, kéo khách lẹ đi. Trời ơi, công nhận hôm nay em gái của chị nữ tính quá. Dạ. Yeah. Đi yểu điệu thục nữ quá. Quẹo lửa bà con ơi, quẹo lửa. Hôm nay là ngày khai trương của em sẽ giảm giá 100% cho vị khách hàng đầu tiên. Lẹ lên bà con ơi, mọi người ơi, nhanh chân lên thì còn, mà chậm chân thì cũng còn. Mọi người ơi, hãy nhanh lên. Trời đất ơi, em làm gì vậy Trúc? Đây là cách marketing mới, gọi là marketing độc đáo đó chị. Trời đất ơi, trời ơi, độc đáo quá. Em nghĩ là sau khi em làm xong là sẽ có khách. Chị tin em đi. Trời, chị hãy tin em đi. Có khách. Dạ. Tìm khai trương phải không? Dạ, em chào anh. Chào hai bà chủ. Dạ. Dạ, cho hỏi là ngày hôm nay anh tới với tiệm tóc chút xinh của em, anh muốn làm gì ạ? Tôi đang đi ngang qua đây, mới nghe tiếng rào, nghe đồn gì mà miễn phí cho vị khách đầu tiên, nên tôi tạt vô luôn. Dạ đúng rồi, em là người rào đó anh. Ồ, dạ. Hèn gì hay quá. Dạ. Cho hỏi là anh muốn làm dịch vụ nào ạ? Tôi muốn làm một cái combo nhẹ nhẹ thôi. Dạ. Như là gội đầu. Dạ. Cắt tóc. Dạ. Cắt móng tay móng chân. Dạ. Rái lỗ tai. Dạ. Cạo lông mặt. Oh yeah. Dạ, cuối cùng đắp mặt nạ. Oh yeah. Oh wow. Nè. Cậu à. Quang hên cậu là người đầu tiên đến đây. Dạ. Chúng tôi cũng có dịch vụ giảm giá 100% cho người khách đầu tiên, nhưng mà chỉ giảm giá từ 1 đến 2 dịch vụ thôi cậu ạ. Còn cái này là cậu đưa ra yêu cầu hơi nhiều rồi đó. Sao kỳ vậy? Không, được. Dạ được. Không sao đâu. Được hết. Tôi đi tiệm khác. Không, chị em nói vậy thôi á anh. Không sao đâu. Em thật ra em là chủ mà, tiệm tóc chút xinh là em. Dạ. Em có quyền quyết định. Chị à, được hết. Đây là vị khách đầu tiên của chúng ta cho nên là mình phải làm hài lòng khách hàng. Khách hàng là thượng đế. Dạ. Là làm được hết phải không? Dạ làm được. Em mời anh vô trong. Có người đẹp đó chị. Dạ. Dạ em mời anh vô trong. Kêu má lần sau đừng ra nữa nha. Dạ. Vô ha. Dạ. Ok. Dạ. Em mời anh vô trong mà. Trời ơi, cái thằng quỷ này. Thằng răng. Cô làm cái gì vậy hả? Trời ơi, cái là cái đầu tóc của tôi mà. Cô nói gì, cô làm cái gì? Cô cắt hả? Hay là cô sở này hả? Cô làm cái gì cái đầu tóc của tôi vậy? Trời đất ơi, dịch vụ nó kỳ cục vậy mấy người lừa gạt tôi hả? Trời đất ơi, cái đầu tôi sao đi đóng phim được nữa hả trời? Nè, cậu nói ai lừa gạt? Mấy người với ai nữa? Mấy người lừa gạt, kêu tôi vô cắt tóc, lấy đây tay, mà cuối cùng làm cho cái đầu tôi như con khùng vậy nè. Trời đất ơi, cậu bớt lời nha. Ai biểu là cậu làm quá nhiều dịch vụ đi chi? Người ta làm 1-2 dịch vụ là được rồi. Làm cái gì quá trời quá đất rồi bây giờ cậu chi?
tới chê lui là sao? Trời ơi, anh nói gì ngang ngược vậy? Mấy người kêu tôi vô đây miễn phí hoàn toàn dịch vụ, bây giờ lặp lại cái đầu tôi vậy hả? À, tại vì hồi nãy anh nói với em là anh làm muốn làm kiểu tóc Hàn Quốc thì em làm, nhưng mà em làm lộn qua Hàn Quốc. Anh ơi, anh tha lỗi cho em đi. Em tha lỗi gì mà tha lỗi, bây giờ cái đầu tôi là vậy sao? Nè, tôi là một diễn viên nổi tiếng nha. Chứ làm vậy đâu sao tôi đóng phim được nữa? Dạ, em yêu. Bắt đầu đi. Anh ơi, giờ sao? Bây giờ em đâu em làm gì có tiền mà em đền cho anh? Ủa? Đền yêu không được nữa. Trời ơi. Ừ à. Trời, đền 1 triệu. Chị ơi, mình cắt một cái đầu có 50.000 à. Là mình cắt bao lâu mình mới được 1 triệu chị? Thì bởi. Nè, cái đầu tóc tôi đang gọn gàng đẹp đẽ, mấy bà nói kiểu gì? Cái gì cái đầu tôi như những cái đồ chùi son vậy á, làm lại đi. Nhưng mà như vậy á, em nghĩ là như vậy anh sẽ đóng được những cái vai mà gọi là những vai đừng rú. Thôi đi, lấy đầu làm gì vậy? Cái gì ôm sòm vậy? Trời ơi. Lộc ơi, Lộc ơi. Ủa? Chị Lộc. Sao đây vậy? Đúng nè. Ủa, hôm nay có tóc mới là vô dây mới rồi chị hả? Chị vô đây cắt tóc không? Ừ, nhà tôi mà, nhà tôi. Ủa Lộc, con quen với anh này hả? Diễn viên nổi tiếng mà. Diễn viên. Thiệt hả? Lộc ơi, có con ở đây dì mừng quá. Dì không cảm thấy hạnh phúc khi mà có con làm cháu dâu của dì. Con ơi, dì lỡ cắt lộn tóc của anh có chút xíu à. Mà bây giờ... Mà bây giờ anh bắt gì bồi thường? Bây giờ gì không có đủ tiền bồi thường không? Có gì bồi thường? Làm gì có gì bồi thường ở đây? Không có bồi thường gì hết trơn. Trời ơi, lâu lâu mình... bữa nay nè, đi vô đây ủng hộ cho gia đình của chị nè. Trời ơi, người nhà hết cái gì đâu mà bồi thường á. Em thấy cái kiểu tóc này nó cũng dễ thương đó. Nó Hàn Quốc, đúng. Chỉ có cái là lần sau mình để ý cái nhu cầu của khách hàng chút xíu. Em muốn Hàn Quốc gọn gàng chứ không muốn Hàn Quốc lả lơi tả tơi. Hôm nay mình làm hơi tơi tả một chút xíu. Nhưng mà em thích. Sao sai? Sao cháu chở quá vậy chị? Vậy là không có bồi thường nữa hả? Ôi, bồi thường cái gì chợ, mình mới khai trương và bồi thường xui lắm. Đúng rồi đó, mới khai trương đó. Chị khỏe không? Chị khỏe lắm, em sao? Em cũng khỏe lắm chị. Chị không biết với những cái tạo hình mới em thay đổi đa dạng cái gì á, là mai mốt chị nói với nhà sản xuất á cho em một số cái vai gọi là em tham gia với. Chị. Còn tiêu năng lực của cậu nữa. Dạ năng lực em tràn trề lắm. Dạ. Vậy thôi chị vô nhà đi. Em về. Dạ. Em khỏi chỉnh lại hả? Khỏi không chỉnh. Không chỉnh lại luôn ha. Dạ, xì tai nó đẹp rồi, dạ, chỉnh làm gì nữa. Dạ, dạ. Phong cách đường rú. Ok, dạ. Lần sau em lại ghé. Dạ. Ok, em về chị. Dạ, dạ. Dạ. Em chào anh. Chào. Trời ơi. Trúc ơi, công nhận con Lộc nhà mình nó cũng có máu mặt dữ he. Nó vừa xuất hiện là tình thế thay đổi liền. Bởi vậy, nhỏ này vậy mà không có vừa đâu chị. Dù đã biết yêu tiền luôn trái ngang, nhưng Trúc vẫn yêu, vẫn yêu tiền thật nhiều, dù mang nhiều đớn đau. Gì mà rồi không trời? Đấy là còn nhiều rồi nữa. Thiệt tình. Dù vẫn biết yêu tiền luôn trái ngang, nhưng... Chị ơi. Chào anh. Dạ chào gì? Mà Lộc thì nó cũng vừa mới đi ra ngoài đó thì dạ. Ở nhà này nè, không biết làm sao á, chứ ở bên ngoài nha, hỏi ai mà nhắc tới cái tên Lộc biên kịch, trời đất ơi nổi tiếng mà người ta ngưỡng mộ dữ lắm, không biết ở nhà là chị Lộc làm sao ta? Đi làm nó giỏi như thế nào thì em không biết nha, nhưng mà ở nhà thì nó vẫn phải nghe lời răm rắp mẹ và dì của nó thôi. Wow, nghe lời răm rắp mẹ và dì. Vậy là có gì ở trong đó nữa? Dạ đương nhiên, trời em đẹp mà anh, em đẹp mà đương nhiên là nó phải nghe lời em rồi. Vậy là hôm nay con gặp đúng người rồi. Dạ. Vậy là dì ở nhà này là dì có tiếng nói dễ sợ lắm luôn. Dạ đúng rồi anh. Anh à, cái tóc của mình ngày hôm nay mình gội xong thì mình có sấy không, có tạo kiểu không anh? Chắc là không phải sấy nó mới khô được chứ ha. Đúng rồi. Mình hỏi chuyện chút đi gì tại vì thấy gì đẹp quá chắc là cái tiệm mình nườm nượp người luôn á. Dạ. Không mấy bữa nào mà tiệm mình hơi vắng một chút xíu á, cái gì nói chuyện với Lộc giùm tôi á. Gì nói chuyện với Lộc giùm con hen. Nói là giới thiệu con đi. Con cũng có nhan sắc lắm chứ bộ, cũng biết diễn lắm á, rồi giới thiệu với đạo diễn coi có vai nào ngon ngon cho con vô, vai con nổi tiếng coi.
Ôi trời ơi, mấy cái chuyện này nó đơn giản lắm, nó rất là đơn giản, nó nhỏ như xíu vậy nè. Trời ơi, con Lập nó nghe lời gì lắm. Dạ. Nghe lời là gì lắm. À, dì sẽ giới thiệu cho anh nha. Dạ. À, vậy. Nhưng mà cho hỏi là mình tới đây mình làm tóc hay là mình làm cái gì cũng được á, miễn có dài là được rồi. Dạ. Vậy luôn á. Dạ. À, mời vô, mời vô. Giờ mình vô, mình gội đầu rồi mình cắt tóc luôn em. À, đi đi đi. Dạ. Gì mà con cứ nhìn vô cái máy tính của con hoài vậy? Trời ơi, làm việc nhiều quá không có tốt, không có tốt cho mắt của con. Mắt của con sẽ bị cận ngày càng tăng độ hơn nữa. À, dì thấy con làm việc cực khổ quá nên dì có làm ly nước cam để cho con uống nè. Con uống đi. Thôi không uống đâu. Gì vậy? Con không có tiền bù lỗ cho cái tiệm trúc sinh của dì đâu nha. Dì đừng có dụ dỗ con. Con đừng có đánh giá thấp cái tiệm làm tóc của dì. Tại vì con biết sao không, tiệm làm tóc của dì á vẫn hoạt động kinh doanh rất là ổn định, chứ làm gì mà có chuyện lỗ con à. Lỗ chắc luôn. Trời đất ơi, gì nữa chị? Hơi em á nha. Sao em nghĩ sao mà nguyên một cái tiệm như vậy mỗi ngày có một khách đến là sao? Thì từ từ cái gì? Trời đất ơi, như vậy là lỗ chắc rồi. Thiệt tình, không biết lấy tiền đâu xài nữa. Thiệt tình. Đúng rồi đó, con thấy gì nên chuyển nghề đi là vừa. Ôi thôi thôi, nói chung là bây giờ đừng có nhắc gì tới cái tiệm làm tóc của em hết trơn á. Trời ơi, tự nhiên mọi người cứ xối xả cho mặt em như vậy. Lập, con viết kịch bản rất là hay, đúng không? Dạ. Và khi mà mình viết được kịch bản hay thì mình cũng phải tìm được những diễn viên phù hợp với cái kịch bản mà con viết. Đúng không chị? Cái này chị thấy em nói đúng nè. Đúng rồi. Thì Lập à, dì thấy là chị có quen một cái bạn diễn viên nam trẻ, ủa đẹp trai đó, mà dì thấy là diễn cũng được lắm con. Tên Phúc á, con có biết không? Hả? Gì vậy, gì mà phản đối như vậy? Cái gì thằng Phúc. Hả? Phúc nào? Trời. Phúc nào? Phúc mà khách quen của em ngày nào cũng đó. Chị nhớ rồi, chị nhớ trời mặt cái thằng đó rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Tưởng được, đâu em được. Giới thiệu ai ngờ cái thằng đó, chị nói thiệt với em, ngay từ lúc đầu chị nhìn mặt cái thằng đó là chị đã không ưa rồi. Mà chị không hiểu sao em lại ưa nó được. Hay chị, thiệt á. Thì chị không ưa thôi nhưng em ưa. Trời ơi, nhưng mà chị thấy cái thằng đó là thôi không được. Để bây giờ con nói cho má với lại chị dì Trúc nè. Là cái bạn đó thật sự nếu mà có thực lực luôn là tự nhà sản xuất với đạo diễn tìm đến cậu ta. Không cần phải đi xin vai hay là lo sợ là mình bị ế xô. Con đằng này là thực sự là không có thực lực. Đúng rồi, chị cũng thấy là con Lộc nó nói đúng á. Cái thằng đó là nhìn không có được. Nó mà đóng phim cái gì không biết nữa. Trời đất ơi. Cái thằng đó là thấy là không có vô rồi à. Dẹp đi. Dì đảm bảo luôn là chỉ cần cho anh đó một cơ hội thôi là phim con hả nổi tiếng hơn nữa luôn. Không. Dứt khoát là không nha. Thực ra mà thì nó không á. Ngoài cái gì không có thực lực ra, cậu ta còn bị một cái tính rất là xấu. Tính gì? Đó là ỷ mình có một chút nhan sắc, đúng không? Trẻ tuổi, cho nên gặp đứa con gái nào cũng cưa cẩm hết. Đó. Thấy chưa? Mai là có con Lộc á, chứ thôi là em bị dính chưởng rồi. Để rồi xem. Yêu thương